Hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một cái chủ đề, đó là dinh dưỡng quan trọng hơn hay là tập luyện quan trọng hơn. Rất nhiều người cũng có một cái quan điểm như thế này, đó là dinh dưỡng chiếm 50% và tập luyện cũng chiếm 50%. Nhưng với bản thân mình thì mình thấy là như thế này, đó là dinh dưỡng chiếm từ 70-80% và tập luyện chiếm từ 20-30%. Cụ thể là như thế này, nếu mà các bạn không tập luyện nha, nhưng mà các bạn có một cái chế độ ăn uống lành mạnh, ăn những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe chúng ta và uống nhiều nước cũng như ngủ nghỉ đầy đủ á, thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ thon gọn, săn chắc và khỏe mạnh từ bên trong ra bên ngoài. Đương nhiên là cơ thể của chúng ta nó sẽ không săn chắc, khỏe mạnh, thon gọn bằng cái người mà kết hợp vừa cái chế độ dinh dưỡng hợp lý và cả tập luyện. Nhưng nếu các bạn chỉ có cái chế độ dinh dưỡng hợp lý và ngủ nghỉ đầy đủ cũng như là uống nước nhiều thì các bạn cũng đã có một cái body khỏe mạnh, săn chắc rồi đó. Ngược lại, nếu mà các bạn luyện tập một cách chăm chỉ, các bạn luyện tập đúng bài, các bạn luyện tập đúng lịch, một ngày các bạn luyện tập 1.5-2 tiếng, nhưng khi bạn trở về nhà đó thì bạn ăn uống tào lao này, bạn đi nhậu nhiều này, bạn thức khuya này, ăn uống trà sữa, bánh kẹo, những cái thứ mà không tốt cho sức khỏe chúng ta, thì cái body của bạn á cũng chẳng ra làm sao cả. Cơ thể chúng ta không thể nào thon gọn săn chắc với cái việc mà các bạn ăn uống những thứ linh tinh hay đi nhậu và thức khuya được. Các bạn hãy nhìn rõ bản chất của cái việc mà các bạn tập luyện nha. Tập luyện nó không khác gì cái việc mà các bạn làm việc nặng cả. Nhưng khi mà chúng ta tập luyện á là chúng ta đang làm việc nặng một cách khoa học, đang làm việc nặng một cách đúng bài bản, và cơ thể chúng ta nó chỉ khỏe đẹp, săn chắc, thon gọn, khỏe từ bên trong ra bên ngoài khi mà các bạn tập luyện kết hợp với cái chế độ dinh dưỡng hợp lý và ngủ nghỉ đầy đủ thì các bạn mới có thể khỏe đẹp được. Còn nếu mà các bạn chỉ tập luyện và các bạn ăn uống tào lao cũng như là ngủ nghỉ không đầy đủ thì cơ thể của chúng ta nó cũng chẳng ra làm sao cả. Thì tới đây mình kết luận rằng là dinh dưỡng nó sẽ chiếm từ 70-80% cái quá trình thành bại trong cái việc mà các bạn xây dựng body cũng như là sức khỏe của chúng ta, còn tập luyện nó chỉ chiếm từ 20-30% mà thôi. Tới đây thì mình biết rằng là sẽ có một số bạn nói rằng là mình nhờ có tập luyện thì mới có body của ngày hôm nay. Thực ra là các bạn nói đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì sao? Thực ra mình tập luyện, bản thân mình nha, một ngày mình tập luyện là 1.5-2 tiếng, nhưng mình về nhà đó mình ngủ là 8 tiếng một ngày. Thứ hai đó là mình mất khoảng từ 2-3 giờ cho cái việc ăn uống cũng như là chuẩn bị cho cái việc ăn uống. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái việc tập luyện một ngày của mình á, nó chỉ mất khoảng từ 1.5-2 tiếng thôi. Nhưng cái việc ăn và ngủ của mình á, nó sẽ mất từ 10-11 tiếng một ngày. Và nếu mà bạn đang có ý kiến thắc mắc hay là có câu hỏi gì thì các bạn cứ comment xuống phía bên dưới, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Và một điều nữa đó là nếu mà các bạn đang có nhu cầu giảm mỡ tăng cơ thì các bạn có thể là đến với sản phẩm Soy Protein của mình. Soy Protein của mình á, cung cấp cho các bạn nhiều protein hỗ trợ cho cái việc mà các bạn phát triển cơ bắp cũng như là cung cấp cho các bạn nhiều chất béo tốt và tinh bột hấp thu chậm hỗ trợ cho cái việc mà các bạn luyện tập tốt hơn, tăng sức bền, phục hồi cơ bắp tốt hơn trong và sau cái quá trình mà các bạn luyện tập. Soy Protein giảm mỡ tăng cơ nha các bạn. Mua thì liên hệ cho mình ha. Uống trước khi mà các bạn luyện tập cũng như là thay thế cho bữa phụ. Còn đây là bột MagFit hỗ trợ cho cái người gầy muốn tăng cân tăng cơ, cung cấp rất là nhiều protein, carb, fat, vitamin, khoáng chất hỗ trợ cho cái việc mà các bạn tăng cân tăng cơ hiệu quả. Các bạn là uống sau khi mà các bạn luyện tập cũng như là thay thế cho bữa phụ hoặc là sau bữa ăn ha, thì sẽ giúp cho cái việc mà các bạn tăng cân tăng cơ rất là hiệu quả. Đây, MagFit tăng cân tăng cơ cho người gầy nha các bạn. Rồi, mua hàng thì nhớ liên hệ cho mình qua website, fanpage cũng như là số điện thoại của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn.